Thưa quý vị đó, cái tĩnh tâm tốt nhất á, là khi quý vị hỏi những cái định nghĩa như thế này, quý vị nên trích đoạn kinh điển mà quý vị nhìn thấy cái từ ngữ đó. Thì nhờ như vậy đó, sư có thể mau chóng sư tìm ra cái từ gốc Pali. Do vấn đề là mỗi một vị dịch giả đó, dịch khác nhau, dùng cái từ khác nhau, cho nên là sư sẽ không chắc là cái mà sư nghĩ nó có phải là cái mà quý vị nghĩ hay không. Hả? Thì cái sư chỉ biết một cái đó là cái tâm định tĩnh. Cái tâm định tĩnh thì sư không biết đó có phải là cái tĩnh tâm của quý vị đang nói hay không. Nhưng mà cái tâm định tĩnh Samahitachitta đó thì nó có nghĩa là cái trạng thái không dao động của tâm. Nếu mà nói theo A Tỳ Đàm đấy thì chúng ta có hai cái là tâm và tâm sở. Tâm có nghĩa là cái tâm đơn thuần và cái đặc tánh đi kèm của nó. Cho nên khi mà nói về tâm định tĩnh mà nói theo A Tỳ Đàm á thì bản thân cái tâm nó chưa là gì hết, nó chưa là gì hết. Nhưng mà cái định tĩnh đó là cái đặc tánh đi kèm cho cái tâm đó. Giống như một cái ly nước sở dĩ gọi là nước chanh bởi vì nó có cái chanh đi kèm ở trong đó. Sở dĩ gọi là nước cam bởi vì nó có cam đi kèm ở trong đó. Còn bản thân ly nước thì nó chỉ là nước thôi, nó chưa thể gọi là nước cam hay nước chanh. Cũng vậy, cái tâm định tĩnh thì nhờ có cái đặc tánh là sự định tĩnh, cho nên chúng ta gọi đó là tâm định tĩnh. Thế thì nếu mà dùng cái từ chuyên môn á thì cái định tĩnh đó đó là cái sở hữu tâm, hoặc còn gọi là cái tâm sở. Còn cái từ mà chân tâm á, thì xin thưa là trong Phật giáo Nam truyền thì không có cái định nghĩa đó. Còn cái câu mà nói tu hành lấy tâm làm gốc thì một lần nữa sư khuyên, sư có một lời khuyên đó là tốt nhất á, chúng ta nên y cứ vào kinh tạng. Bởi vì khi y cứ vào kinh tạng á, chúng ta khó hiểu sai hơn là chúng ta nghe một câu nói ở đâu đó rồi chúng ta suy diễn. Đó. Thì giả sử như á, mà quý vị trích đoạn một cái đoạn kinh mà Đức Thế Tôn có nói một cái câu đại ý là tu hành lấy tâm làm gốc á thì sư còn dễ xử. Còn khi quý vị nói như thế này thì sư không chắc đây là câu nói của ai à, thì nó rất là nguy hại. Bởi vì khi mà mình nói như thế đấy, không chắc là do mình cố ý hiểu câu nói đó theo tinh thần của Phật pháp, hay là mình hiểu câu nói đó theo cái ý muốn của tác giả nói câu đó. Đấy, hai cái vấn đề nó khác nhau lắm quý vị, nó khác nhau lắm. Nó giống như là khi mà sư nói một người khát nước thì họ uống nước muối thì họ càng uống nó càng khát. Thì nếu như mà một người hiểu theo cái nghĩa thí dụ như một người ở ngoài biển, một người ở ngoài biển họ nói là đừng có uống nước muối bởi vì càng uống nó càng khát, thì khi mà họ nói câu đó đó thì hoặc cái người nói đó chỉ đơn thuần họ chỉ hiểu cái nghĩa đen thôi, có nghĩa là nước muối đó không thể uống bởi vì càng uống càng khát. Nhưng mà khi chúng ta nghe câu đó, cái người mà liên tưởng đến Phật pháp thì họ sẽ nghĩ là các dục thì không nên thỏa mãn các dục
cố gắng thỏa mãn các dục, vì các dục không bao giờ thỏa mãn, cũng như người uống nước muối càng uống càng khát. Cũng vậy đó, cái câu mà nói là lấy tu hành lấy tâm làm gốc, tôi không chắc là cái người mà nói câu đó họ có hiểu hiểu như là sư đang hiểu hay không, hay là họ hiểu theo cái cách của họ ha. Nó kẹt lắm, có khi họ hiểu câu này mà họ hiểu tầm bậy cũng có nữa. Có người họ nói câu này mà họ hiểu tầm bậy cũng có nữa. Thôi bây giờ sư nói cái cách hiểu mà đúng theo tinh thần của chánh pháp. Nói cách hiểu đúng theo tinh thần của chánh pháp. Hai câu kệ đầu tiên trong bài kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sâu như bóng không rời hình. Thì như vậy, tâm có tác dụng dẫn đầu, có tác dụng chủ đạo, có tác dụng tạo ra các cái việc hạnh phúc hay đau khổ đi kèm. Cho nên dù là chúng ta tu hành như thế nào đi nữa thì cũng phải xuất phát từ cái tâm. Cho nên cái tâm là gốc rễ của tất cả các cái thiện pháp hoặc ác pháp, dù là các pháp thế gian hay là các pháp xuất thế gian, thì đều có cái tâm làm chủ, có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là sự dẫn đạo.